Xin chào các bạn, mình là Minh Beta. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết của mình về việc làm thế nào để chúng ta có thể biết là công việc của chúng ta đang làm nó có thực sự phù hợp với chúng ta hay không. Thì mình có 3 điều mà mình hay coi đó là 3 cái checkpoints để chúng ta tự kiểm tra với bản thân mình mỗi ngày. Điều đầu tiên là khi sáng chúng ta thức dậy và chuẩn bị đến công ty để đi làm thì chúng ta có cảm thấy hào hứng và hứng khởi và cảm thấy hạnh phúc hay không? Nếu mà chúng ta không cảm thấy hồ hởi thì có cái điều gì đó đang sai sai ở đây. Cái điều thứ hai cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà các bạn hãy thử nhìn xung quanh văn phòng của mình xem liệu mọi người, những người cộng sự của chúng ta, anh chị em, bạn bè ở công ty, họ có vui vẻ và hào hứng với công việc họ đang làm hay không, và cái môi trường xung quanh nó có thực sự là tích cực để nó giúp chúng ta có cái động lực làm việc mỗi ngày hay không. Mà điều thứ ba mình nghĩ cũng quan trọng không kém, đó chính là chúng ta hãy hỏi xem doanh nghiệp của mình, tổ chức của mình, họ đang theo đuổi cái mục tiêu gì, cái mục đích gì, và cái mục tiêu đó nó có thực sự phụng sự cho xã hội hay không. Và nghĩ về những cái thành tựu mà chúng ta có thể cùng nhau đạt được với doanh nghiệp của mình, với tổ chức của mình, xem là nó có khiến các bạn cảm thấy phấn chấn và cảm thấy hào hứng mỗi ngày mà chúng ta đi làm hay không. Nếu mà không á, thì có lẽ là công việc đó cũng chưa thực sự phù hợp với các bạn đâu. Mình xin chúc các bạn luôn luôn nhớ những cái checkpoint đó và tìm được một công việc thực sự phù hợp với mình để chúng ta sống một cuộc sống thực sự trọn vẹn và hạnh phúc.